Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Dôn Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Tôi không gọi ông này là thầy, tôi gọi là ông Thích Chân Quang thôi, hoặc là gọi rằng là ông Vương Tấn Việt thôi, bởi vì ông này chiêm sóng cũng nhiều rồi. Và với cái thông tin mới nhất được đưa ra trong ngày hôm nay thì có lẽ rằng là số phận của ông cũng không còn lâu nữa đâu, và ai mà cố gắng bảo vệ bảo kê trong này thì chắc chắn là rất khó. Và tôi cũng xin chia sẻ giải thích với các bác thêm một chút là vụ việc này sẽ không giải quyết nhanh được, là vì lý do tại sao. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì thật sự tôi nhận được hai cái thông tin. Một là thông tin truyền miệng, và có thể nói rằng là với một nhân vật này thì cái độ khả tín lên tới tầm khoảng 99%. Đó chính là cái bằng cấp 3 của ông á, bằng cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt có nguy cơ rất cao, đó là bằng giả. Và thứ hai là một cái bài báo chính thống được đưa ra mang một cái tính ám chỉ rất 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 kinh khủng. Và từ đó chúng ta thể thấy rằng là ông Vương Tấn Việt mà như vậy thì sẽ không còn xa nữa để mà có thể nói rằng là xa xuống hố xuống hố rồi, mà lần này thì không biết có ngoi lên được nữa không. Đúng không? Trên tờ báo Người Lao Động thì hôm nay nó có một cái bài thế này đó: mạng xã hội bàn tán về một bằng bổ túc cấp 3 này. Những ngày qua thì trích dẫn nhé, những ngày qua thì mạng xã hội chia sẻ nhiều về một bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của một người đàn ông, và theo đó thì bằng này được cấp ngày 12 tháng 7 năm 1989. Và bên dưới thì có chữ ký của bà Vương Thị Tần là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Và cư dân mạng thì đã so sánh bằng bổ túc văn hóa cấp 3 của người này với bằng bổ túc văn hóa cấp 3 của một cố diễn viên nổi tiếng. Đồng thời thì mạng xã hội cũng đã chỉ ra những điểm bất thường ở trong cái tấm bằng này. Đấy là cái mà cư dân mạng, đúng là vì dân đúng không? Dân giỏi lắm, cái gì soi ra bằng hết. Thế thì xin thưa với các bác là thấy rằng là có cái điểm bất thường liên quan đến cái chỗ này, và được cấp ngày 12 tháng 7 2089 thì chúng ta tự để biết rằng là anh nào rồi, ông nào rồi. Và cái câu quan trọng, mấy câu quan trọng như thế này này, các bác để ý nhé. Sau khi có dư luận lên mạng xã hội thì các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Đấy, câu này cực kỳ quan trọng nhé, cực kỳ quan trọng. Sau khi có dư luận trên mạng xã hội, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Đó, nghĩa là xác minh rồi. Và kết quả xác minh thể hiện người đàn ông này không có tên trong danh sách tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa. Đấy, chưa chưa? Tức là có kết quả rồi. Đã xác minh và đã có kết quả rồi. Người đàn ông này không có tên trong danh sách tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa. Đó, các bác có để ý từ đấy không? Đó. Và tại sao chưa công bố này? Và hiện mạng xã hội tiếp tục chia sẻ thông tin cũng như cho rằng các cơ quan chức năng, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm sớm công bố thông tin về vụ việc để người dân được biết. Tức là có kết quả rồi nhưng mà chưa công bố. Và bây giờ là các cư dân mạng đang yêu cầu rằng là Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cần sớm công bố cái việc này. Thế nhưng mà xin thưa các bác rằng là khó đấy. Là bởi vì tại sao? Là bởi vì trường Đại học Luật Hà Nội thì năm ngoái là có một cái vị phó hiệu trưởng, là vị ấy đã được đưa lên làm phó thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và người ta cũng nghi ngờ cái tính công minh ở đây, bởi vì sau khi bằng bởi vì cái người đàn ông này đã làm đã dùng cái bằng đó để mà đi học luật, đi học, sau đó rằng là người đàn ông này lại dùng cái bằng đó để mà làm hồ sơ đi học tiến sĩ tại Đại học Luật. Và khi học tiến sĩ tại Đại học Luật thì chỉ mất có 27 tháng để mà từ lúc tốt nghiệp đại học cho tới lúc mà nhận được cái bằng tiến sĩ là 27 tháng, và đó là một cái kỳ tích ở khắp nơi. Thế nhưng hồ sơ thì có cái bằng bổ túc văn hóa đó, bởi vì kiểu gì thì kiểu người ta vẫn phải có được cái bằng cấp 2, một cấp 2 đúng không? Rồi đến mới có được cái bằng cấp 3. Cấp 3 rồi mới đi học đại học, rồi mới học thi học đại học. Rồi học đại học rồi thì mới làm thạc sĩ, làm tiến sĩ được. Đó. Thế tức là nếu mà bước đầu mà không qua thì bước sau là nghỉ.
Và các trường đại học khi nhận hồ sơ thì phải có cái động thái là xác minh. Vậy thì tại sao cái bằng cấp 3 của ông này là giả? Thì xin thưa với các bác rằng là chúng ta tiếp tục này. Thì ở đây trước đó thì trả lời báo người lao động thì luật sư cho biết rằng là theo quy định của pháp luật, nếu cá nhân có hành vi sử dụng bằng cấp 3 giả thì người đó sẽ bị thu hồi bằng tốt nghiệp đại học và bằng thạc sĩ. À, do đó bằng tiến sĩ của người này cũng sẽ bị thu hồi, vì khi đó thì người được cấp bằng không đảm bảo đủ điều kiện dự tuyển, và bằng thạc sĩ tiến sĩ sẽ bị thu hồi theo quy định tại điểm B khoản 5 điều 21 thông tư 18/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 6 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Như vậy là bằng cấp 3 mà không còn thì đồng nghĩa là tất cả những cái thứ phát sinh đằng sau nó cũng không còn. Đó. Và nó cho thấy rất nhiều hệ lụy. Vậy thì ai đã cung cấp cái bằng này? Nếu như mà ông này mà ông ấy cung cấp cái bằng đó thì xong phim rồi. Đó. Và ông ấy tự làm hoặc là như nào đó thì nó phạm vào cái tội là làm giả con dấu và tài liệu. Thế rồi đi học mà cũng dùng cái giả đó nữa thì còn kinh khủng. Rồi tiếp tục. Đạo Phật là chân lý tối thượng để giúp chúng ta nhìn được sự thật như nó là, tức là nó vốn dĩ như thế nào thì nhìn nó như thế. Thế mà cuối cùng một vị mà được coi là chân tu đi thuyết giảng lại dùng những cái thứ này thì chúng ta tự hỏi rằng là đạo đức ở đâu, liêm sĩ ở đâu. Và đặc biệt rằng là khi mà học chắc vậy á, thì vị ấy khi làm tiến sĩ thì sau khi mà có được cái này thì có thể nói rằng là khi mà có được cái này thì rất là kinh khủng. Và có một cái điều nữa, đó chính là cái việc mà học đại học thì ông học cùng với cả và tốt nghiệp thủ khoa luôn với kinh. Không hiểu sao mà chúng ta lại để cho một cái người mà có thể nói rằng là như một cái ông này trụ trì của một cái chùa. Đó. Tất cả những thứ ví dụ liên quan đến giáo lý của Đức Phật là ông giảng sai vét rồi nhè luôn. Thế rồi lại còn tham danh đi học mấy cái thứ này để làm gì? Rồi tạo cho mình một cái vẻ như là một cái gậy chống, như một cái quyền trượng tạo ra một cái quyền lực. Thế rồi ông này lại có một cái mà chúng ta gọi rằng là tổ chức rất là bài bản về cái chúng thanh niên u mê. Thế rồi chúng ta lại thấy câu chuyện rằng là bắt chen theo cái kiểu rằng là lừa đảo để mà nói rằng là mình là cháu Bác Hồ, mình là cháu Bác Hồ đó, cháu ruột Bác Hồ á, chứ không phải là cháu như tôi với các bác đâu. Chúng ta ai cũng là cháu Bác Hồ cả, con cháu Bác Hồ cả, nhưng mà đấy là chúng ta người dân Việt Nam thì chúng ta nói thế, còn người này thì tự nhận rằng là mình là cháu Bác Hồ đó, cháu ruột luôn đó. Thế rồi rằng là hồ sơ lý lịch thì mỗi đằng một nẻo. À, vậy thì người này là ai? Người này đang âm mưu gì? Người này đang làm cái gì? Thậm chí trên bài vị ở trong một chỗ gian của mình còn có cả một cái thờ của một cái tên nó gọi là Hội Tam Hoàn, chủ Hội Tam Hoàn. Thì vậy người này là ai? Như thế nào? Mục đích ra sao? À, và phải làm rõ là tại sao lại len lỏi được mà đi lừa đảo biết bao nhiêu người. Và liệu rằng là có phạm một cái tội là lừa đảo để chiếm đoạt tài sản hay không, khi mà có rất nhiều những cái sự việc khác. À, thôi thì tôi sẽ tạm dừng việc làm thầy Minh Tuệ và sẽ tập trung vào ba cái nhân vật, đó là Thích Nhật Từ, Thích Trần Quang và Thích Chúc Thái Minh được tới. Thì có gì mong các bác ủng hộ. Nhưng mà với cái thông báo ngày hôm nay, thứ nhất là tôi nghe được, tôi có cách kiếm tin của tôi, cho nên là khả tín. Thứ hai là báo chí chính thống đã đưa ra một cái ám chỉ, và cái thứ ba nữa là các bác có thể thấy rằng là cái việc mà cộng đồng là sôi sục về ông này đó, thì coi như ông xuống hố rồi. Và tôi nghĩ rằng là đến nước này mà ai còn bảo vệ cho ông này nữa thì thật sự là không đáng. Và có lẽ chăng Đại học Luật Hà Nội á là cũng nên có thông báo chính thức, và Bộ Giáo dục cũng nên có một cái thông báo chính thức. À, chúng ta mà bao che, chúng ta mà lấp liếm để chúng ta chỉ nắm một cái từ là đúng quy trình, thì như vậy là chúng ta đang phản bội các lý tưởng của Đảng và Nhà nước, phản bội tư tưởng Bác Hồ, và như vậy thì đích thị là giặc nội xâm đấy.
Đúng không? À, cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.